Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên tắc đầu tiên khi chúng ta design một cái state nha. Đây chính là chúng ta nên nhóm những cái state liên quan lại với nhau. Tại sao mà chúng ta lại cần nguyên tắc này? Các bạn hình dung một vấn đề như thế này này. Ví dụ như rằng là chúng ta đang design một cái state để có thể kiểm soát được thông tin của một người đúng không nào? Thành ra rằng là ban đầu ấy các bạn có thể design riêng lại như thế này. Các bạn có thể đặt riêng cái biến name dựa vào cái hàm set name để kiểm soát nó này, hay rằng là biến tuổi để chúng ta có thể kiểm soát nó như thế này. Thành ra rằng có một cách đơn giản hơn, đây chính là các bạn có thể cộng gộp nó thành một biến như thế này. Việc các bạn gom lại như thế này nó có một vài tác dụng có thể kể tới như rằng là Thứ nhất rằng là, là cốt của các bạn ngắn hơn đúng không nào Ví dụ như rằng là sau này ngoài cái tên và tuổi thôi các bạn muốn rằng là biết cái địa chỉ các bạn ở đâu này ở Trình độ học vấn này hay rằng là cái mức lương chẳng hạn Tức rằng là chúng ta có nhiều thông tin hơn Thì chúng ta cũng chỉ update có đúng một dòng thôi Thay vì các bạn phải x cái số dòng lên Thì đây chính là vấn đề đầu tiên các bạn cột ngắn hơn Vấn đề thứ hai đây chính rằng là sau này nếu như rằng là biến của chúng ta Ví dụ như rằng là biến name này và biến tuổi này Nó luôn thay đổi cùng nhau thành ra rằng là chúng ta có một hàm thì nó sẽ gọi là nó sẽ hạn chế được bớt bớt ở đây là như thế nào đây chính là là trong trường hợp nha ví dụ các bạn cập nhật cái tên này các bạn quên cập nhật cái tuổi ấy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ ra bớt đúng không nào thì để cụ thể hơn thì mình sẽ có một cái ví dụ minh họa ở đây các bạn này mình sẽ gọi là mình sẽ mở nhanh cái ví dụ này cho các bạn hình dung nha Thứ nhất rằng là các bạn thấy rằng là đây chính là cái việc các bạn hoàn hảo này. Tức rằng là các bạn di chuột tới đâu thì cái chấm đỏ của các bạn nó sẽ theo cái chuột của các bạn đến như vậy. Bản chất của vấn đề đấy chính rằng là mỗi một lần mà các bạn di chuột như thế này các bạn này thực chất rằng là nó có một cái event đấy chính rằng là on pointer move ở đây các bạn này. Thành ra rằng là mỗi một lần các bạn di chuyển ấy chúng ta sẽ cập nhật cái state đấy chính là set position. Việc các bạn cập nhật cái thằng x và thằng y ấy thực chất rằng là nó sẽ cập nhật chính xác cái vị trí gọi là x trên màn hình của chúng ta thôi. Các bạn hình dung rằng là chúng ta học toán học chúng ta có cái tọa độ ox đúng không nào? rằng là cái trục đứng và cái trục ngang ấy Ở đây thì nó sẽ cung cấp cho các bạn cái tọa độ của cái đứng và ngang đấy OX và OY Như vậy rằng là chúng ta có phải là xác định được cái tọa độ của điểm đấy không Thì việc mà các bạn xác định được tọa độ ấy Chúng ta sẽ cập nhật cái biến XY của chúng ta đây các bạn này Đây chính là lý do tại sao mỗi một lần các bạn di chuột tới đâu ấy Chúng ta có cảm giác rằng là cái biến đỏ đỏ này nó theo chúng ta tới đấy ở đây thì các bạn thấy rằng là đây chính là cốt các bạn cốt gọi là nó chạy ngon lành Tuy nhiên rằng là nếu các bạn để ý cho mình rằng là ở đây thì người ta đang nhóm gọi là cái thằng X và Y đây này Các bạn chỉ cần nhìn mình handle thôi, các bạn thấy rằng là hai biến này nó luôn thay đổi cùng nhau Thành ra rằng là chúng ta nên nhóm nó vào một nhóm Tuy nhiên rằng là nhiều bạn sẽ cốt như thế này, có sự tự nhé, chúng ta sẽ có X này Và chúng ta sẽ có một hàm set X đúng không nào, chính bằng use state của chúng ta, use state này mình sẽ cho nó use state là không đấy rồi trước tiên thì chúng ta hãy cốt như thế này đấy có sư tử này y này thì uh, các bạn có thể cốt như thế này cũng chẳng sao cả xét y này chính bằng use state này use state này use state của chúng ta là không luật đấy như vậy rằng là thay vì các bạn cộng gộp thành một biến bây giờ thì chúng ta có hai biến riêng lẻ rồi ở đây thì sau khi mình định nghĩa như thế này thì do mình chưa sử dụng thành ra rằng là các bạn thấy rằng là nó ok con dê, ứng dụng của chúng ta vẫn chạy được. Tiếp theo nữa thì ở đây các bạn thấy rằng là mỗi một lần các bạn di chuột đấy, bản chất của vấn đề nó như thế này đúng không nào? Lý do nha, bây giờ thì mình sẽ minh họa cái trường hợp bất các bạn này. Các bạn để ý cho mình rằng là bây giờ ấy, trong trường hợp rằng là do các bạn định nghĩa hai biến riêng lẻ, đôi khi thì các bạn lại quên như thế này. Các bạn chỉ cập nhật mỗi thằng x thôi, thằng x của chúng ta chính bằng event.client x nha. Đấy. Đôi khi thì các bạn quên như thế này việc mà các bạn cập nhật một biến các bạn không cập nhật thằng còn lại các bạn để ý cho mình rằng là các bạn không cập nhật thằng còn lại đúng không thì ở đây ở đây chúng ta có một cái position X chúng ta bị sai các bạn này các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta làm như thế này nó không chạy được đâu lý do nó không chạy được bởi vì rằng là cái phần deep của chúng ta chúng ta chưa thêm cái hiệu ứng cho nó ở đây thì thay vì cái thằng position X các bạn chỉ cần đổi cho mình cái thằng position thôi đây mình sẽ bỏ những thằng này đi đây mình sẽ bỏ thằng này đi đây rồi bây giờ thì mình nhấn Ctrl S cho nó lưu và nó chạy lại các bạn này các bạn có thể thấy rằng là bây giờ cái thằng X của mình ấy cái thằng cái gọi là cái nút đỏ của mình nó thay đổi rồi đúng không nào tuy nhiên rằng là nó chỉ thay đổi được theo cái trục ngang thôi nó không có cái trục đứng này thành ra rằng là chuột của mình di chuột xuống dưới này các bạn này khi mình di chuột xuống dưới thì cái chuột cái nút đỏ của chúng ta nó di chuyển tuy nhiên rằng là nó không di chuyển xuống dưới lý do nó không di chuyển xuống dưới bởi vì rằng là cái điểm y của chúng ta không cập nhật như vậy các bạn có thể thấy một điều đấy chính rằng là nếu biến x và biến y của chúng ta thay đổi cùng nhau thì chúng ta nên xét nó vào một biến thôi việc các bạn xét nó vào một biến ấy để có một tác dụng duy nhất Để chính rằng là khi chúng ta cập nhật biến này chúng ta không quên cập nhật biến còn lại còn trong trường hợp của chúng ta do chúng ta tách nó thành hai biến và ở đây các bạn quên cập nhật biến còn lại đây chính là lý do tại sao nó sinh ra cái bức này ở đây thì việc các bạn tách thành một biến hay rằng là việc các bạn tách thành nhiều biến ấy là quyền của các bạn thôi tuy nhiên rằng ấy, nếu mà các bạn gọi là để hạn chế bức thì các bạn nên làm như thế này còn nếu như rằng là các bạn thấy rằng là các bạn vẫn gọi là chúng ta cốt như thế này vẫn ok thì chẳng có lý do gì chúng ta phải đổi cả đúng không nào tuy nhiên rằng nếu có một vấn đề nữa các bạn này nếu như rằng là cái gọi là những cái biến này nó có hai biến thì ok nó có 10 biến 20 biến thì các bạn làm như thế nào thì đây chính là một câu hỏi nha các bạn Đây chính là lý do tại sao mà người ta khuyên chúng ta có những nguyên tắc như thế này Các bạn thấy rằng là mình sửa cốt như thế này thì nó chạy đúng rồi Tuy nhiên rằng là, là khối lượng cốt của mình nó sẽ còn phải nhiều hơn Cũng như rằng là đôi khi chúng ta quên thì nó sẽ có bất Đây chính là lý do tại sao chúng ta có nguyên tắc đầu tiên nha Các bạn luôn nhóm những cái state gọi là nó liên quan tới nhau về một biến object thì đây chính là cái lý do mình chia sẻ với các bạn về cái topic này. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng các bạn có gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì, thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết, để mình có thể hỗ trợ các bạn ya yeah.